Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Trang TV chuyên về vlog. Hôm nay kênh YouTube em sẽ review lại cái rau củ quả em dự trữ để ăn những ngày ăn chay trong tháng 7 này nha cô chú anh chị. Thì vừa rồi đó là có cái thông báo là sẽ dừng chợ nếu như mà người dân đi chợ là phải nhờ đến đội tình nguyện đi chợ hộ. Thì nhà em thì cũng như bao nhà khác thì cũng thực hiện theo cái thông báo của địa phương. Thì hôm kia thì em có hỏi thăm thì em tìm được cái Zalo của địa phương em, rồi em liên hệ nhắn tin. Thì vô cái trang chủ của cái số Zalo đó thì sẽ có một cái thông báo về bảng giá về rau củ quả, rồi bảng giá về thực phẩm như là thịt cá đồ các kiểu. Thì em cũng đăng ký một cái đơn rồi em gửi qua Zalo cho cái số điện thoại. Thì số điện thoại đi chợ hộ của mỗi địa phương là khác nhau nha cô chú anh chị cứ lên Facebook và mình search là mình thuộc ở địa phương xã ấp nào thì mình ghi đúng xã ấp đó, rồi mình tìm số điện thoại Zalo đi chợ hộ trong những ngày này cho đến ngày 25 tháng 8. Đặc biệt là ở tỉnh Đồng Tháp nha cô chú, tại hiện em đang ở tỉnh Đồng Tháp thì đang áp dụng toàn tỉnh là đi chợ hộ cho đến ngày 25 tháng 8. Thì cái đơn hàng hôm nay của em cực kỳ hoành tráng luôn. Thì để chuẩn bị cho những ngày ăn chay, hôm nay đã là 14 rằm rồi. Cái lộ trình ăn chay của em là còn nửa tháng nữa. Hôm nay là 14, mai 15 rằm thì còn nửa tháng nữa. Em ăn chay tháng 7. Thì hôm kia thì em có inbox Zalo cho cái nhóm đi chợ hộ của đội tình nguyện đi chợ hộ á. Thì hoàn toàn là không có phí ship. Cô chú cứ mua đúng cái định giá, định mức ở trên cái thông báo trang chủ của Zalo đó. Thứ nhất đó là cà chua. Em mua 1 ký cà chua, rồi bảng giá thì cũng rất là hợp lý nha cô chú. Giá rất là hợp lý luôn. Thì ở trong đó là cà chua thì là 18.000 đồng 1 ký, là em mua 1 ký. Đó, 1 ký thì được bao nhiêu đây? 2, 4, 6, 8, 10 trái. Rồi thứ hai là em mua khoai ngọt. Khoai ngọt đó thì em mua 1 ký. 1 ký khoai ngọt là 25.000. 1 ký thì ở đây là được 2 củ khoai ngọt 25.000. Có định mức giá hết à. Rồi tiếp theo là em mua hành tím. Hành tím thì em để trên Zalo là em mua 1 ký. 1 ký là 40.000. Nhưng mà lý do là hành tím là người ta kết chùm như vậy nè. Đó, thành ra là khi mà người ta lấy cho mình một chùm như vậy thì hơn 1 ký thì mình phải chịu lấy hơn 1 ký. Thì anh này chắc là hơn 1 ký, em thấy trong cái bill ghi là 54.000. Thì mình vẫn lấy luôn. Nhưng mà 1 ký hành tím trong thời gian này là 40.000 theo cái bảng giá. Tiếp theo là bí đao. Bí đao em mua 1 ký. 1 ký là 15.000. Thì 1 ký là 3 trái bí đao. 3 trái bí đao như thế này. Thì trong thời điểm này mấy anh chị lựa rau củ quả cho người dân cũng có tâm lắm luôn cả nhà. Củ nào cũng đẹp,
như là vừa ăn à chứ không có già không. Tiếp theo là bầu. Bầu á thì em cũng inbox đặt mua là 1 kg, 1 kg là 15.000. Bầu này hai trái. Hai trái bầu này lúc mới nhận của anh shipper thì em tưởng đâu là già lắm. Nhưng mà thật ra mình cầm lên thì non nha cô chú. Đây. Cũng non chứ không có già. Nói chung là thực sự là có tâm chứ không tới nỗi là, tại vì nhiều khi tâm lý á, mình mua mình cũng sợ mùa này, thời điểm này mình không có được lựa, mua đi chợ hộ mình không được lựa, mình cũng hoang mang nhưng mà cũng rất là ok. Là hai trái bầu này là 1 kg 15.000. Tiếp theo là em đặt mua củ cải đỏ. Củ cải đỏ thì em cũng đặt 1 kg, cũng rất là ok luôn. Củ cải đỏ 1 kg này được 4 củ, 1 kg này được 4 củ mà củ là thắng đẹp đó, còn còn cuốn luôn. Nói như vậy thì sẽ xanh tươi tốt, mình dự trữ sẽ được lâu. Tại vì ở trên cái bảng thông báo quy định đó là mình đặt đơn hàng là mình phải tổng hợp chứ không có được mua lắc nhắc lắc nhắc. Hương ít thích mua sao cho cái đơn hàng cho nhìn cho coi được rõ ràng, và mỗi lần mình đặt xong thì 5 ngày sau mới đặt được nữa chứ không phải là muốn ngày nào đặt cũng được. Và đặt là thời gian là từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng luôn. Và đặt hôm, ví dụ như đặt hôm nay thì ngày mai mới giao. Rồi ví dụ như cô chú nào mà lỡ buổi mình quên, ví dụ như 2 3 giờ chiều hay tối mình đặt vẫn được, nhưng mà phải lỡ buổi mình phải đợi tới ngày mốt mình mới nhận, ví dụ là vậy. Tại vì sáng nay mình đặt á thì ra trong buổi chiều là người ta đi đi kiếm, đi gom đơn hàng cho mình, ngày hôm sau mình bắt đầu là mình sẽ chuẩn bị nhận hàng, sáng hôm sau người ta sẽ gửi cho mình. Còn buổi tối mà cô chú mới đặt á thì hôm sau người ta mới đi gom gom hàng, gom đơn, gom mốt người ta mới gửi cho mình được. Rồi có một món, rồi bọc sườn non. Sườn non thì không thể thiếu cho những bạn ăn chay nha cô chú. À em còn quên nữa cô chú anh chị, còn bọc tương hột nữa. Bọc tương hột với hai bọc sườn non này thì lý do là trên cái bảng thông báo của nhóm đi chợ hộ á, không có danh sách sườn non chay với tương hột. Thành ra là em nhờ cô gần nhà, cổ nằm trong đội tình nguyện đó, tình nguyện đội shipper đi mua hàng hộ á, em nhờ cô mua thì hai bọc sườn non này với bọc tương hột này là 30.000, cũng khá là giá cả hợp lý trong thời gian thời điểm này. Cái này là em nhờ cô mua hôm qua rồi. Còn những rau củ quả này là em mới vừa nhận sáng hôm nay, là em đặt hồi tối hôm hôm kia thì ngày hôm qua người ta mới gom đơn và sáng hôm nay mới có thực phẩm rau củ quả. Và tất cả thì cái đơn tất cả rau củ quả à, dưới 1 kg đường nữa cô chú, mà 1 kg đường em bỏ vô keo rồi, thì tất cả rau củ quả rồi 1 kg đường, rồi tất cả anh này là 200 ngàn, 200 ngàn. Rồi dưới cái anh sườn non dưới tương hộp này 30 nữa là tầm hết thảy luôn là 230. Đó cũng cũng rất là hợp lý về giá cả. Giá cả này là niêm yết công khai hết chứ không phải là mình mua rồi người ta mới tính tiền sau nha cô chú. Mình mua là mình biết giá luôn, mình chuẩn bị tiền sẵn đúng bao nhiêu đó là mình khi shipper lại giao là chuẩn bị đúng cái trang tiền đó là giao thôi. Thì để mau chóng đẩy lùi dịch đó thì chính quyền áp dụng cách này thì cũng rất là hợp lý, dân cũng đồng tình hưởng ứng rất là nhiều chứ cũng không phải là
không đồng tình. Chứ bây giờ đi ra chợ, mặc dù là đi tới cửa chợ là rửa tay sát khuẩn rồi bắn nhiệt độ, nhưng mà cũng không có chắc ăn nữa, thôi nhà gì đi cho chắc ăn. Xong em soạn xong rồi em mới nhắn qua Zalo cho cái nick Zalo của nhóm đi chợ hộ của địa phương mình đó. Tất cả là còn thịt đùi đúng rồi, còn nửa ký thịt đùi nữa, nửa ký thịt đùi 50.000 nữa, là tầm hết đơn hàng này ăn chay ăn mặn luôn là tầm là 280. Đúng là 50.000 thịt nữa, là 280.000 hết thảy luôn. Đó, 1 ký đường với thịt nữa. Ký đường với thịt là em đã đem ra em kho xào rồi, thành ra không có ở đây. Rồi. Thì ở địa phương em thì đi chợ và mua thực phẩm là như vậy đó. Còn ở nơi cô chú đang sinh sống thì như thế nào, có giống ở địa phương em không? Ở em là ở tỉnh Đồng Tháp, cụ thể là ở huyện Lê Dung, Lấp Vò, Sa Đéc, là những địa phương em đang áp dụng cái cách này. Còn ở cô chú là áp dụng cách nào á, cô chú bình luận bên dưới giúp em nha. Rồi, cảm ơn cô chú đã xem cái review ngắn em tâm sự, em chia sẻ về cách đi chợ ở địa phương em. Chúc cô chú luôn sức khỏe, bình an nhé. Bye bye cô chú.